Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái code mới là code tuần nha Thì nó sẽ ra vào ngày thứ sáu hàng tuần Thì ở trên kênh của mình vẫn update những cái video về game và về cái MV Hunter Tycoon Cũng như là code, những code có thể sử dụng được Nên là nếu mà anh em nào mà muốn code thì anh em có thể lên trên 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 cái youtube của mình nha Thì anh em vui lòng xem giùm mình để mình có thêm thu nhập nuôi gia đình ha Rồi thì code tuần này như sau Đây SMS Konosuba thì cái code này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 14 tháng 5 2021 ha 14 chứ, 14 tháng 5 chứ 14 tháng 5 nha Thì code này có 300 ngọc thôi, cũng như mọi khi thôi Rồi nếu mà anh em mà muốn code dạng Những code có thể sử dụng được thì anh em vui lòng xem ở đây Đây Nha Ok, chúc anh em vui vẻ